Ok, tình hình chúng ta về thực hành cái phần semaphore ổn không? Semaphore đếm và semaphore nhị phân, đúng không? Cái bài tập hôm trước thì cô thấy đa phần chúng ta hoàn thiện cả hai bài, nhưng mà chưa đọc kỹ là các bạn mô tả chương trình như thế nào, nắm đến đâu, đúng không? Thì sự khác biệt lớn nhất giữa semaphore đếm và semaphore nhị phân đó là semaphore đếm thì sẽ chứa nhiều thành phần, nhiều token ở bên trong, đúng không, để chúng ta sử dụng cho cái mục đích là đếm sự kiện và quản lý nhiều nguồn tài nguyên khác nhau. Thì chúng ta có thể xem thêm một số cái API khác liên quan đến semaphore, đúng không, bao gồm cả binary và counting semaphore nhé. Ví dụ như trong trường hợp chúng ta muốn biết là hiện tại là bên trong semaphore thì còn thì có bao nhiêu token, còn bao nhiêu token nhé, thì chúng ta dùng API nào nhỉ? Một số cái API khác nữa, chúng ta tham khảo thêm cái quyển về free source manual nhé, thì cô gửi cái tài liệu tham khảo chúng ta ấy nhé, đọc thêm ở trong đó. Rồi nội dung hôm nay của chúng ta thì giải quyết nốt, đúng không, giải quyết nốt cái phần về đồng bộ tác vụ sử dụng Mutex, khái niệm Mutex trong FreeRTOS như thế nào và một số API hỗ trợ về quản lý nó, nhá, sử dụng quản lý nó. Rồi và một phần nữa đó là phần phần truyền thông liên tác vụ, tức là việc luân chuyển dữ liệu, gửi dữ liệu và tín hiệu giữa giữa tác vụ này với tác vụ kia thì chúng ta làm như thế nào, nhá. Thế thì đầu tiên là Mutex. Chúng ta biết Mutex là một cái cơ chế để hỗ trợ chúng ta đồng bộ giữa các tác vụ. Rồi Semaphore thì giúp đồng bộ giữa các tác vụ và thậm chí đồng bộ giữa tác vụ với ngắt, interrupt với ngắt. Được chưa? Thì bài hôm trước là chúng ta đã tìm hiểu về Semaphore rồi. Thế Mutex là như thế nào? Thì cái ý tưởng của Mutex ở đây là nó sử dụng để giải quyết trong cái trường hợp là loại trừ lẫn nhau trong 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 việc đồng bộ các cái tác vụ. Loại trừ lẫn nhau ở đây là như nào, hôm trước chúng ta đã nói rồi đúng không, thì tại một thời điểm thì chỉ có một tác vụ được sử dụng cái tài nguyên chia sẻ đó thôi, tài nguyên chia sẻ thì có thể là file dữ liệu code nhé, hoặc là thiết bị ngoại vi gì đó đúng không, hôm trước chúng ta đã nói rồi. Thế thì cái phương pháp loại trừ lẫn nhau như này nó khác với semaphore ở điểm là gì nhỉ, Mutex thì nó chỉ giống như là một cái khóa nhỉ? Ai mà tác vụ nào mà chiếm được cái khóa đấy thì sẽ có quyền truy cập vào vào tài nguyên. Chúng ta nhìn cái hình ở dưới này đúng không? Tác vụ 1 và tác vụ 2 đang cố gắng gì ạ? Chiếm được Mutex. Để gì ạ? Mutex này là cái khóa liên kết với cái tài nguyên chia sẻ ở phía dưới. Thế thì ai chiếm được Mutex thì đó sẽ là có thể kết nối đến và sử dụng cái tài nguyên chia sẻ này. Chúng ta hình dung giống như một cái khóa cửa đúng không? Thì ai có khóa thì sẽ mở được cái cửa đấy và sử dụng cái phòng đó. Những tác vụ khác muốn sử dụng cái phòng đó thì phải đợi đến khi là cái tác vụ kia giải phóng cái Mutex đó, giải phóng Mutex đó thì tức là sử dụng xong cái tài nguyên rồi trả lại chìa khóa, thì lúc mình nhận được cái chìa khóa đấy thì mình mới là người tiếp theo để mở khóa và sử dụng cái phòng đó, nhá. Đấy là cái ý tưởng của Mutex rồi. Một tác vụ thì có thể, đây là tài nguyên chia sẻ này. Nhiều tác vụ có thể gì nhỉ? Chờ đợi để sử dụng cái khóa cửa đấy, cái Mutex đó, đúng không nhỉ? Thì mỗi mỗi tác vụ khi mà nhận được cái Mutex này thì sẽ khóa Mutex, tức là nó chiếm dụng cái Mutex đó và sẽ thực hiện các cái công việc mà nó chức năng của nó, thực hiện các công việc là chức năng của nó. Sau khi thực hiện xong trên cái tài nguyên chia sẻ đó thì nó sẽ unlock, tức là giải phóng cái Mutex đó, trả cái Mutex đó đó về để các cái tác vụ khác có thể thực hiện việc chiếm dụng Mutex và thực hiện cái thao tác tương tự như thế. Như vậy với việc sử dụng Mutex thì chúng ta giải quyết được vấn đề là gì nhỉ? Nhiều tác vụ mà sử dụng chung một cái tài nguyên chia sẻ. Tuy nhiên là trong cái bài bài toán này là chúng ta chỉ cho phép một tác vụ được sử dụng tại một thời điểm thôi, nên chúng ta gọi là cái bài toán loại trừ lẫn nhau là như thế.
về tác vụ sở hữu miêu tách cho đến khi nó unlock miêu tách đó nhỉ, là cái vai trò, cái mục đích sử dụng miêu tách. Thế thì miêu tách đóng vai trò giống như là một token, chúng ta gọi là một token, một thẻ bài đó, dùng để bảo vệ cái tài nguyên chia sẻ, bảo vệ tài nguyên chia sẻ nhá. Thì khi một tác vụ muốn truy cập vào cái tài nguyên đó thì nó phải lấy được token, phải phải thách được token đó nhá. Khi tác vụ thực hiện các chức năng đối với cái tài nguyên đó rồi, thực hiện kết thúc với tài nguyên đó rồi, thì nó phải trả về cái token đó, tức là cái thao tác with, giống như là take semaphore và give semaphore vậy đúng không? Thì ở đây là token, thì chúng ta có các API khác nhau cho cái việc này thôi. Vậy thì việc trả lại cái token này thì sẽ cho phép cái tác vụ khác có cơ hội truy cập đến đến chính cái tài nguyên đó nha. Thì miêu tách có thể xảy ra, việc sử dụng miêu tách thì có thể xảy ra một số cái vấn đề như sau này. Ví dụ như là miêu tách có thể khiến các tác vụ có mức ưu tiên cao phải chờ đợi tác vụ có mức ưu tiên thấp hơn nó, bởi vì là gì, lúc này thì cái tác vụ nào chiếm được miêu tách thì tác vụ đấy sẽ được thực thi thôi, đã được được sử dụng tài nguyên thôi. Như vậy là sẽ có trường hợp là tác vụ cao hơn, có mức ưu tiên cao hơn lại phải chờ đợi cái tác vụ có mức ưu tiên thấp hơn. Thì có hai cái trường hợp mà xảy ra, tức là vấn đề đảo ngược mức ưu tiên, tức là vấn đề gì? Tác vụ có mức ưu tiên cao hơn phải chờ đợi ấy, thì chúng ta gọi là đảo ngược mức ưu tiên. Thì đáng lẽ là ông có mức ưu tiên cao hơn thì phải được thực hiện trước đúng không nhỉ? Tuy nhiên ở đây thì nếu sử dụng mutex thì chúng ta có thể gặp cái vấn đề là đảo ngược mức ưu tiên như thế, hoặc là thậm chí là có thể nhỉ, một cái tác vụ có mức ưu tiên trung bình nhỉ, tác vụ có mức ưu tiên trung bình mà đang chạy thì cũng khiến cho cái tác vụ có mức ưu tiên cao hơn nó không không thể thực thi được và không không đáp ứng được cái thời hạn, cái deadline hoạt động của nó. Thì đây là cái vấn đề gặp phải khi mà sử dụng Mutex. Tuy nhiên có những trường hợp thì nó là ưu điểm, những trường hợp nó là nhược điểm. Thì vấn đề là chúng ta muốn một cái tác vụ có mức ưu tiên cao hơn thì mục đích là chúng ta muốn nó được ưu tiên thực thi. Như vậy khi mà gặp cái vấn đề đảo ngược mức ưu tiên này thì sẽ giải quyết như thế nào? Thì trước hết chúng ta sẽ xem là có hai cái trường hợp mà xảy ra cái vấn đề đảo ngược mức ưu tiên, priority inversion đúng không? Thì cái trường hợp đầu tiên, các bạn theo dõi cái hình ảnh này, thì cái mức ưu tiên của tác vụ 1, tác 1 cao hơn mức ưu tiên của tác 2, tác 9. Thế tuy nhiên là gì nhỉ? Hiện tại thì tác 9 đang tác đây tại thời điểm này là tác 9 đang thực thi đúng không? Đang thực thi này, đang tính toán này và sử dụng cái vùng được bảo vệ. Chúng ta gọi là critical session, ký hiệu là CS. Thì hiện tại nó đang đang sử dụng. Tuy nhiên thì tác vụ tại thời điểm này, tác vụ 1 có mức ưu tiên cao hơn và nó thay thế cái khoảng khe thời gian này, nó thay thế cái tác vụ 9. Tác 9 thực thi. Thế tuy nhiên tại đến cái thời điểm này thì tác vụ 9 do nhận được mutex nên nó gì nhỉ? Nó chiếm chiếm dụng luôn cái khe thời gian sau, để các khe thời gian sau để nó gì nhỉ? Nó truy cập vào cái tài nguyên chia sẻ. Đó. Đây nó sử dụng error, sử dụng cái tài nguyên error ở cái vùng này, vùng màu vàng này. Là nó có quyền truy cập độc quyền luôn vì nó chiếm mutex. Như vậy T1 dù là có mức ưu tiên cao hơn nhưng mà nó phải chờ đến khi T9 giải phóng mutex, giải phóng cái tài nguyên đó. Thì đây chính là cái vấn đề là đảo ngược mức ưu tiên này. Như vậy thì đấy là một cái trường hợp gặp phải khi mà chúng ta dẫn đến cái việc là các tác vụ mức ưu tiên cao hơn phải chờ đợi cái tác vụ có mức ưu tiên thấp hơn, là do mutex dẫn đến. Như thế là chúng ta có thể là gì nhỉ, có thể tránh cái trường hợp đó xảy ra đó, tức là tránh cái trường hợp đảo ngược mức ưu tiên đó. Chúng ta có thể nâng cái mức ưu tiên của T9 lên để cao hơn cái mức ưu tiên của T1 để chúng ta giải quyết cái điều không vi phạm cái đảo ngược mức ưu tiên. Thế tuy nhiên là người ta sẽ không giải quyết bằng cái vấn đề đó mà gì nhỉ?
lát nữa chúng ta sẽ có cái cách giải quyết, đề cập đến cách giải quyết. Thế cái trường hợp thứ hai về về đảo ngược mức ưu tiên, chúng ta có thể nhìn thấy ở cái ví dụ này, đó là một cái ba, chúng ta có ba tác vụ P1, P2, P3. Cái thứ tự như thế này là cái thứ tự của mức ưu tiên, P1 cao nhất, P2 là trung bình và P3 là thấp nhất. Thế thì trong cái trường hợp này nè, tác vụ có mức ưu tiên trung bình thay thế tác vụ có mức ưu tiên thấp hơn đang sử dụng tài nguyên chia sẻ, mà trên đó tác vụ có mức ưu tiên cao hơn lại bị block. Tức là ở đây nhé, chúng ta có P3 là có mức ưu tiên thấp hơn hiện tại đang đang truy cập vào vùng CS, đúng không? Critical section, đúng không? Thì tác vụ 1 có mức ưu tiên cao hơn được thực thi ở cái khe thời gian này. Sau đó thì nó bị block. Có thể là do một số cái lý do nào đó nó bị block, ví dụ như là vi tác delay chẳng hạn, đúng không? Nó block trong khoảng thời gian như thế này. Thì trong cái khoảng thời gian block này thì tác vụ 3 lại chiếm dụng cái vùng CS đó, thực thi trong cái vùng CS đó. Đến cái khe thời gian này thì cái P2 có mức ưu tiên cao hơn, P2 lại chiếm dụng khoảng khe thời gian từ đây đến đây. Thì đó. Thay thế, tức gọi là thay thế cái tác vụ có mức ưu tiên trung bình thấp hơn á, có mức ưu tiên thấp hơn, trong khi là tác vụ có mức ưu tiên cao nhất thì lại đang 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 block, đang ở trạng thái chờ đợi, đúng không? Block này. Đấy. Thì sau đó thì là sau khi mà P2 thực thi thì lại trả về cái khe thời gian cho P3. Thì P3 sử dụng xong thì mới trả cái mutex đó về cho P1 thực hiện. Lúc này P1 mới bắt đầu truy cập vào cái vùng CS và thực thi nốt chương trình của mình. Thì ở đây là nếu cái tác vụ có mức ưu tiên cao hơn đang sẵn sàng để chạy, nhưng thay vào đó tác vụ có mức ưu tiên trung bình hiện tại là đang chạy ở đây, đúng không? Thì có thể xảy ra vấn đề đảo ngược mức ưu tiên là như vậy, đúng không? Tác vụ có mức ưu tiên thấp hơn lại thực thi, còn tác vụ có mức ưu tiên cao hơn lại 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 không được thực thi. Chúng ta gọi là đảo ngược mức ưu tiên là như thế. Rồi, như vậy là người ta phải đưa ra cái việc giải quyết cái vấn đề đảo ngược mức ưu tiên này như thế nào, đúng không? Thì người ta đưa ra một cái giải pháp, đó là sử dụng cái tính kế thừa ưu tiên, kế thừa mức ưu tiên, priority inheritance. Thì cái vấn đề này là như thế này, đúng không? Gì nếu tác vụ có mức ưu tiên cao đang đang block, và trong khi thì gì ạ, trong khi cố gắng lấy mutex, tức là nó đang ở trạng thái block mà cố gắng lấy token, trong khi token đấy thì hiện đang được giữ bởi cái tác vụ có mức ưu tiên thấp hơn, thì tác vụ có mức ưu tiên thấp hơn thì mức ưu tiên của tác vụ giữ token tạm thời được nâng lên mức ưu tiên của tác vụ đang block. Đấy, chúng ta hình ví dụ như ở cái hình bên này, P1, P2, P3. P1 thì đang ở cái khoảng này là P1 đang block này và đang cố gắng muốn chiếm chiếm mutex để truy cập vào vùng CS. Thế tuy nhiên thì gì ạ? Tại cái thời điểm này P1 đang cố gắng để chiếm dụng CS, nhưng mà nó phải chờ bởi vì là P3 hiện tại đang đang khóa cái vùng CS này, P3 đang đang sử dụng rồi, đang chiếm mutex rồi, đang sử dụng nó rồi. Do đó thì P3 sẽ kế thừa cái mức ưu tiên của P1 và nó có thể khôi phục lại cái quá trình hoạt động của nó, quá trình thực thi của nó. Tức là P3 sẽ sử dụng cái mức ưu tiên của P1 và thực thi chương trình của mình, đúng không? Ở đến đây thì gì ạ? P2 xuất hiện, có tác vụ P2 xuất hiện, nhưng mà gì ạ? P3 không thể bị, tức là P2 không thể thay thế cái P3 được, không thể thay thế P3 được, bởi vì là P3 hiện tại đã kế thừa cái mức ưu tiên của P1, tức mức ưu tiên cao hơn cả P2, do đó P2 không thể chiếm dụng cái khe thời gian này được nữa. Đó. Do đó P2 lại phải phải đợi cho đến khi P3 thoát ra khỏi cái vùng CS và P1 kết thúc, đúng không? Tức là khi mà P3 thoát ra khỏi vùng CS thì lại có P2 và P1 cùng có yêu cầu cái mutex đó, nhưng mà P1 có mức ưu tiên cao hơn thì P1 sẽ chiếm dụng.
cái Mutex và thực thi chương trình. P1 kết thúc thì mới đến đến P2 thực thi. Thì đây là cái khái niệm, cái cách thức để dùng để giải quyết cái vấn đề là đảo ngược mức ưu tiên trong Mutex. Đó. Rồi, một cái ví dụ nhỏ nhỏ về cái vấn đề là sử dụng Mutex trong việc quản lý tài nguyên, chia sẻ, quản lý tài nguyên chia sẻ đồng bộ giữa các tác vụ khi mà tác vụ sử dụng chung một tài nguyên đó. Thì chúng ta ví dụ với Mutex thì nó cũng là một một dạng đặc biệt của Semaphore. Thì để sử dụng các API trong Mutex thì chúng ta sẽ dùng 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 nhỉ? Include semaphore.h này, đúng không nhỉ? Chúng ta khai báo một cái semaphore handler để dùng cho cái Mutex này. Rồi, chương trình của chúng ta thì chúng ta có hai chương trình là cho hai người dùng khác nhau, gọi là user 1 và user 2. User 1 sẽ thực hiện cái việc là gì nhỉ? Chiếm dụng Mutex, đúng không? Chiếm dụng Mutex. Này, nếu mà chiếm dụng thành công thì nó sẽ in ra là user 1 đã được thực thi, đã được truy cập, đúng không? Sau đó nó delay 0,2 giây này, đúng không? 200 tick, 200 tick. Rồi sau đó nó trả mutex. Ngược lại nếu mà không chiếm dụng được thì nó sẽ in ra trên serial monitor, đó là không không truy cập được vào trong trong khoảng thời gian 1 giây đó, đúng không? Đấy, đấy là user 1. User 2 cũng tương tự như thế, nếu chiếm dụng được mutex thì user 2 cũng in ra như thế, sau đó lại trả về cái mutex này nha. Rồi nếu mà không chiếm dụng được thì cũng in ra dòng như thế. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là có hai tác vụ tên là user 1 và user 2 cùng chiếm dụng mutex, cùng chiếm dụng mutex. Thế thì tác vụ nào mà chiếm dụng được thì nó sẽ thực thi các cái lệnh phía bên trong thôi, đúng không? Thế thì chương trình chính của chúng ta ở đây sẽ là gì nhỉ? Tạo ra cái mutex đó. Rồi, tạo ra mutex đó bằng cái hàm API là x semaphore create mutex, đúng không? Đối số là void. Rồi, hai cái tác vụ là user 1 và user 2 chúng ta tạo ra với mức ưu tiên khác nhau này, chúng ta sẽ thấy này, mức ưu tiên khác nhau này, đúng không? Đó. Là chương trình và đấy, chương trình chính là như thế này. Như vậy là đây là một cái ví dụ về việc chúng ta gì nhỉ? Tạo ra mutex này, chúng ta sẽ sử dụng các API để hỗ trợ việc là gì nhỉ? Tag mutex và git mutex đối với hai tác vụ có mức ưu tiên khác nhau. Đó. Thì việc sử dụng là đơn giản thôi, đúng không? Đấy, để giải quyết vấn đề là nhiều tác vụ có cùng truy cập đến 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 tài nguyên chia sẻ, thấy không? Rồi, thì đấy là một cái ví dụ về Mutex. Thì cái bài tập về Mutex thì lát nữa chúng ta sẽ giải quyết ở cuối cuối giờ nhá, thực hành 5.3 kết hợp với các bài thực hành 6 ở phía sau. Ở nội dung tiếp theo là vấn đề truyền thông liên tác vụ. Được. Rồi, truyền thông liên tác vụ thì cái khái niệm truyền thông liên tác vụ đây chính là một cái tức là việc giao tiếp giữa các tác vụ với nhau ấy. Thì đây là một cái khía cạnh quan trọng để khi mà chúng ta thiết kế một cái ứng dụng nhúng bằng các hệ điều hành thời gian thực. Bởi vì là gì nhỉ? Trong các hệ điều hành thời gian thực thì cho phép chúng ta phát triển các cái hệ thống nhúng với việc vận hành phức tạp mà bằng cách là chúng ta có thể sử dụng các cái tác vụ hoặc là các luồng độc lập nhau, mỗi tác vụ có cái ngữ cảnh hoặc là chức năng khác nhau. Tuy nhiên là chúng ta có thể triển khai các cái chương trình có cái chức năng là gọi là đa nhiệm, rất là nhiều nhiều nhiệm vụ, đúng không? Nhiều tác vụ, nhiều nhiệm vụ cùng thực hiện trong một cái chương trình đó, tuy nhiên chỉ sử dụng duy nhất một CPU thôi. Thì cái việc mà chúng ta phải control, phải kiểm soát được cái việc truyền thông giữa các tác vụ là vấn đề tất yếu ở đây. Thế thì giao tiếp giữa các tác vụ chúng ta có thể thực hiện trên các cái hệ thống nhúng, các hệ thống với các hệ điều hành thời gian thực bằng cách là dựa trên một số cái cơ chế, một hoặc là kết hợp giữa nhiều cái cơ chế khác nhau. Ví dụ như là chúng ta dùng các cái dùng 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 các cái bộ nhớ chia sẻ chung bộ nhớ. Ví dụ như là chúng ta dùng chung một cái biến toàn cục chẳng hạn, global variable, đúng không? Các biến toàn cục chẳng hạn, nó xuyên suốt tất cả các cái tác vụ chẳng hạn.
Tuy nhiên là hiếm khi người ta sử dụng cái biến toàn cục như thế, thì lát nữa chúng ta sẽ xem là cái giải pháp họ sử dụng như thế nào. Rồi cái cơ chế thứ hai đó là cơ chế tín hiệu. Cơ chế tín hiệu là dùng các cái signal để chuyển chuyển tín hiệu giữa tác vụ này với tác vụ kia. Thì cái khái niệm về signal chúng ta đã gặp ở cái buổi hôm trước rồi, đó là về gọi là signal flag đúng không? Cái cờ cô lỗi event flag, tức là nhóm signal chính là nhóm các cái cờ tín hiệu thôi, là gọi là event cái cờ sự kiện đó, event group. Event group thì chúng ta gặp ở cái buổi hôm trước về cái khái niệm đó rồi. Lát thì chúng ta sẽ nhắc đến cái trong Freetop thì dùng cái signal này như thế nào. Rồi thứ ba là có thể truyền cái thông điệp giữa tác vụ này với tác vụ kia. Thì truyền thông điệp thì chúng ta có thể cái phương pháp mà họ sử dụng thông dụng đó là queue, sử dụng message queue hoặc là gì, mailbox. Thì với từng giải pháp thì chúng ta sẽ xem cái khái niệm nó như thế nào, ý tưởng khái niệm nó như thế nào. Rồi cái cơ chế đầu tiên đó là chia sẻ bộ nhớ. Về chia sẻ bộ nhớ thì đây là một cái cơ chế đầu tiên được nghĩ đến khi mà muốn có cơ chế truyền thông tin giữa các tác vụ khác nhau, đó là gì? Sử dụng các cái định vị, cái vị trí bộ nhớ dùng chung cho các cái tác vụ. Thì việc sử dụng các bộ nhớ dùng chung này, chúng ta có thể giải quyết, có thể bảo vệ các vùng nhớ đó bằng cách sử dụng mutex hoặc semaphore giống như là cái giải pháp trong đồng bộ tác vụ kia. Hoặc là gì, một cái cách đơn giản mà họ sử dụng thì có thể là sử dụng biến toàn cục. Tuy nhiên thì người ta không khuyến khích cái việc sử dụng cái biến toàn cục này, bởi vì là có nhiều cái phương tiện có sẵn, và nó mặc dù là nó phức tạp hơn, tuy nhiên là họ họ khuyến khích là nên nên sử dụng các cái phương tiện này, ví dụ là dùng dùng mutex hoặc semaphore đó. Đó. Thế là, tức là chúng ta không không bị ngăn cản việc sử dụng các biến như như thế, nhưng mà các cái tác vụ trong cái hệ điều hành thời gian thực thì thường là những cái tác vụ mà phức tạp, rồi cứ cứ gọi là cứ lặp đi lặp lại mãi mà không dừng ấy, thì việc chúng ta kiểm soát được cái biến toàn cục đấy thì khá là khó trong một cái hệ thống nhúng mà chúng ta sử dụng nhiều tác vụ khác nhau, thì với cái chức năng khác nhau thì rất khó kiểm soát cái biến toàn cục đó, nên là người ta khuyến cáo là không nên sử dụng. Cái giải pháp ở đây thì sử dụng mutex và semaphore. Rồi cái cơ chế thứ hai đó là cái cơ chế tín hiệu. Cơ chế tín hiệu thì đây là một cái cơ chế cơ bản được sử dụng để truyền thông giữa các tác vụ. Thì ở đây đó là cái cơ chế này sẽ chỉ ra việc xuất hiện của một cái sự kiện nào đó, và cũng cái cơ chế này cũng như hôm trước chúng ta thấy là cũng có sử dụng cho cái mục đích đồng bộ hóa tác vụ. Cơ chế một cái cơ chế tín hiệu mà chúng ta có đề cập đến ở phần trước cho cái mục đích đồng bộ hóa đó là semaphore. Rồi đấy là một cái cơ chế signal đó. Rồi còn hai cái cơ chế signal nữa, cơ chế tín hiệu nữa ở đây có được sử dụng rộng rãi trong các hệ điều hành thời gian thực, đó chính là cờ sự kiện và cờ tác vụ, gọi event flag và task flag. Thì với mỗi cái hệ điều hành thời gian thực khác nhau thì nó sẽ có cái tên gọi hay là cái tên gọi khác nhau, nhưng mà cái chức năng cơ bản thì nó khá là tương đồng giữa các cái hệ điều hành thời gian thực nhé. Thì chúng ta lưu ý ở đây, chúng ta chú ý vào vào tập trung vào FreeRTOS, nên là chúng ta sẽ quan tâm đến các cái thao tác mà có thể thực hiện được đối với các cái đối tượng đó, cũng như là các API mà chúng ta sử dụng đấy. Thì chúng ta lưu ý cái điểm đó. Thế thì cái cờ sự kiện là như thế nào? Hôm trước chúng ta cũng có nói đến, thì là cờ sự kiện chính là các bit để sử dụng để mã một cái thông tin cụ thể nào đó thôi. Các cái bit thì bit đấy có giá trị hoặc không hoặc một, không hoặc một. Thì ở đây họ sẽ sử dụng cái cờ sự kiện này để gì nhỉ, để báo hiệu một cái sự kiện nào đó xảy ra, báo hiệu sự xuất hiện của một sự kiện. Thì nó có thể được sử dụng để đồng bộ hóa hoặc là để truyền thông giữa các tác vụ với nhau. Thì một sự kiện, một cờ sự kiện đơn lẻ thì được gọi là event flag.
Còn nhóm các cái cờ sự kiện đơn lẻ đó, nhóm thành một nhóm thì nó sẽ gọi được là event group hay là gọi là signal. Đó. Cái khái niệm nó sẽ khác nhau một chút nhé. Thì cờ sự kiện có thể được sử dụng bởi các tác vụ hoặc là các cái chương trình con phục vụ ngắt, các ISA. Đó. Một cờ sự kiện đơn lẻ hoặc là một nhóm cờ sự kiện thì có thể được truy cập bởi nhiều tác vụ khác nhau, bởi nhiều tác vụ khác nhau. Đó. Thì như vậy có nghĩa là gì nhỉ? Nó không được quản lý bởi các tác vụ mà nó được sử dụng bởi các tác vụ, một hoặc nhiều các tác vụ khác nhau nhé. Các cái hành động phổ biến được sử dụng trên các cái cờ sự kiện đó là gì nhỉ? Việc tạo và xóa các cờ sự kiện đó này. Đó. Việc gì ạ? Xét giá trị cho mỗi mỗi cờ sự kiện hoặc là việc xóa giá trị của mỗi cờ sự kiện đó, nó gọi là set clear. Đó. Khác với clear ở đây khác với delete nhá. Đó. Delete là giải phóng toàn bộ cái đối tượng đó, còn clear là chỉ xóa giá trị ở trên cái bit đó thôi. Đó. Rồi việc đọc giá trị của mỗi cờ, việc chờ đợi giá trị trên mỗi cờ để có thể nhận được một cái giá trị thì, xác định nào đó. Thì đấy là những cái thao tác phổ biến trên các cờ sự kiện. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng các bit cờ đó để làm tín hiệu, báo hiệu giữa tác vụ này với tác vụ kia. Giống như như cái mô hình này đúng không? Chúng ta ví dụ như là tác vụ B đang thực hiện chẳng hạn đúng không? Nó sẽ gửi một cái tín hiệu nào đó sang sang tác vụ A. Tác vụ A là cái tác vụ mà cứ chờ đợi một cái sự kiện nào đó thì nó sẽ xử lý tiếp đó, đúng không? Nó đang chờ đợi này. Đến một thời điểm nó nhận được cái signal từ bên này rồi thì nó mới bắt đầu là thực thi, bắt đầu là cái tiến trình của nó, đúng không? Thì đấy là một cái ý tưởng để khi cái một cái cơ chế để chúng ta truyền thông giữa tác vụ này với tác vụ kia. Thế thì một trong Preatop thì gọi các cái nhóm các cái cờ sự kiện nó gọi là event group thì nó có thể có nhiều nhiều cờ, nhiều event flag ở bên trong. Thì với Preatop thì nó có thể từ 8 đến 24 cờ, 24 bit, 8 đến 24 bit, 24 cờ đó. Đó. Thì với các hệ điều hành Preatop thì nó sẽ thực hiện sử dụng các API để việc là gì? Tạo ra cờ này, set và clear giá trị của từng cờ này, đúng không? Set tức là đặt bit một ở cờ đó, ở một bit cờ nào đó. Clear tức là xóa về không. Bit một này là sẽ thể hiện là cái sự kiện nào xảy ra. Ví dụ ở vị trí này bằng một và vị trí này bằng một, bit một và bit ba bằng một thì xác định là cái sự kiện tương ứng với cái cờ này sẽ xảy ra. Còn các vị trí bằng các bit bằng không thì là các cái sự kiện tương ứng với nó là không xảy ra. Đấy, thì cái ý tưởng của việc là sử dụng event flag là như thế. Rồi trong Preatop thì nó sử dụng event group là từ 8 đến 24, 8 hoặc là 24 bit. Thì như thế này. Event group là tập hợp các cái event flag đúng không? Và với mỗi event group thì nó sẽ xác định là có bao nhiêu cái event flag và các bit sự kiện ở đây tức gọi là event bit. Mỗi bit này sẽ tương ứng với một sự kiện. Thế thì event flag sẽ nhận giá trị bullet nhỉ? Là 0 hoặc 1, là 0 hoặc 1 nhỉ? Giá trị này sẽ thể hiện cái việc là xảy ra hay không xảy ra của sự kiện thì cô vừa nói lúc nãy rồi đúng không ạ? Trong Preatop chúng ta có biến là biến có kiểu là event bit trừ t sẽ được sử dụng để lưu trữ trạng thái của cờ sự kiện, trạng thái của cờ sự kiện. Nếu giá trị của cái biến này là một thì có nghĩa là sự kiện liên quan đến bit này đó, bit này sẽ xảy ra. Còn ngược lại nếu bằng không thì sự kiện đó không xảy ra. Ví dụ như là cái giá trị event group có giá trị là 0x92. 0x là hệ cơ số mấy nhỉ? Người lớp. 0x92. Cơ số mấy? Soan, Hoàng Thị Soan. Hoàng Tú, Hoàng Thị Soan. Dạ. Cơ số mấy đấy? 0x92 là Cơ cơ số số mấy? 2. Cơ số 2 hả? 09x ạ. 0x. 09x là cơ số 16 ạ. 0x
là cơ số 16 nha, lưu ý nhé. Được. Thế thì 0x92 với cơ số 16 thì nó có giá trị nhị phân, à, giá trị thập phân, à, nhị phân là gì? À, 1001010 nhá. À, mỗi ký tự này sẽ tương ứng với 4 bit mà đúng không nhỉ? Chúng ta có gì nhỉ? 2 thì tương ứng với như này, còn 9 là tương ứng với như này, 8 cộng 1 đúng không nhỉ? Thì với cái giá trị được lưu trữ trong các bit của event group này là như này thì có nghĩa là cái các sự kiện tương ứng với bit 1, bit 4 và bit 7 sẽ xảy ra. Đó. Đây. Bit này là bit 0, này là 1 nhỉ. Cứ theo cái chiều như này thôi, đánh dấu từ phải sang trái nhá. Đấy. Thì chúng ta sẽ có sự kiện 1, 4 và 7 xảy ra là như thế. Thì việc thiết lập đặt cái kích cỡ của event group gồm bao nhiêu này, bao nhiêu event flag thì ở trong FreeRTOS chúng ta có một cái hằng số gọi là config use 16 bit tick trong cái file FreeRTOS config.h thì chúng ta sẽ quy định là cái kích cỡ của event group là bao nhiêu. Thì cái nếu mà cái hằng số này chúng ta đặt bằng 1 thì có nghĩa là event group này sẽ chứa 8 cờ, 8 event flag. Còn ngược lại nếu chúng ta đặt cái hằng số này bằng 0 thì cái event group này sẽ gồm 24 flag. Với 24 flag này thì chúng ta sẽ quản lý được 24 sự kiện khác nhau. Đó. Rồi các hàm API để hỗ trợ cho chúng ta việc thao tác đối với event group. Chúng ta dùng là xevent group create để tạo ra event group này, đúng không? Cái này để đợi các cái bit, đợi nhận các bit ở event group đó, rồi set giá trị các bit. Rồi chúng ta sẽ có các API tương ứng clear để xóa giá trị của bit của các bit đó. Rồi các cái API có from ISA thì dùng trong việc là dùng trong các ISA thôi, đúng không? Đây, get bit nhận giá trị của các bit và group delete. Đấy, thì đây là những cái API để hỗ trợ cho chúng ta thao tác đối với event flag, event group trong FreeRTOS. Đấy. Đó thì các bài tập của chúng ta sẽ xoay quanh sử dụng các cái API này luôn, đấy nhỉ. Rồi, một cái cơ chế tín hiệu nữa, một cái dạng cơ chế tín hiệu nữa đó là cờ tác vụ. Gọi là tác flag. Thì đây là một cái dạng đặc biệt của event flag. Thì trong khi cờ sự kiện chúng ta có thể được truy cập bởi tất cả các tác vụ thì cờ tác vụ chỉ được sử dụng cho một tác vụ đơn lẻ nào đó. Chúng ta được gọi là sử dụng để thông báo đến cái tác vụ đó. Có một cái thuật ngữ gọi là notification, thông báo đến cái tác vụ đơn lẻ đó. Thì chúng ta lưu ý là cái cờ tác vụ này sẽ được tạo ra khi chúng ta tạo một tác vụ thì đồng thời sẽ tạo cái cờ này, tạo cái tác flag này. Đấy. Thì tùy vào các hệ điều hành thời gian thực khác nhau mà họ sử dụng các thuật ngữ khác nhau cho cái cờ tác vụ này. Ví dụ như là với FreeRTOS với các hệ điều hành thời gian thực nói chung thì họ sẽ gọi là thread flag, tức là cờ luồng, đúng không? Với nếu trong lập trình STM32 với FreeRTOS thì chúng ta cũng có thấy cái khái niệm thread này, đúng không? Rồi trên FreeRTOS thì nó sẽ gọi là tag notification hay là tag notify. Thì nó sẽ dùng các thuật ngữ khác nhau, tuy nhiên ý tưởng để sử dụng là giống nhau nhé. Thì các hành động phổ biến mà chúng ta có thể sử dụng trên cái cờ tác vụ này đó, để mục đích là chúng ta set các cái cờ ở trên đó, set clear các cái cờ của tác vụ cụ thể nào đó, hoặc là chúng ta đợi trên cờ có giá trị khả dụng để chúng ta nhận về cái giá trị cụ thể của nó. Thì ở đây nó cũng sử dụng các bit để làm thông tin tín hiệu ở bên trong mỗi tab led đó. Thì ý tưởng để truyền cái giá trị của các cái bit ở đây ra chính là cái việc sử dụng nó thì chính là cái dùng để cơ chế để báo hiệu cho tác vụ, thông tin cho cái tác vụ biết để thực thi một cái vấn đề nào đó. Đó. Thì đây cũng là một cái cơ chế để có thể sử dụng cho cái mục đích là truyền thông
giữa các tác vụ. Đó. Rồi, cái cơ chế thứ ba đó là cơ chế gì nhỉ? Chuyển các cái thông điệp, chuyển các thông điệp. Tôi xin lỗi một chút. Rồi, ok, cô xin lỗi lớp. Rồi, cái cơ chế này đó là truyền thông điệp giữa tác vụ này với tác vụ kia thôi. Thì nó có thể sử dụng hai kiểu, trong các hệ điều hành thời gian thực thì có thể sử dụng hai kiểu thông điệp. Đó là thông điệp truyền thông điệp trực tiếp hay là truyền thông điệp gián tiếp. Trực tiếp là người gửi và người nhận thông điệp để xác định rõ ràng cái thông điệp đấy. Thì ví dụ trong FreeRTOT thì sẽ sử dụng cái... các cái bộ đệ là gọi là stream buffer và message buffer để gì? Đưa cái thông điệp trực tiếp vào trong đó và sẽ gửi truyền giữa tác vụ này với tác vụ khác. Một tác vụ sẽ ghi cái dữ liệu lên cái thông điệp lên lên cái đối tượng này. Chúng ta gọi là một tác vụ ghi xác định nào đó, còn một tác vụ khác sẽ đọc cái thông điệp đó, thì sử dụng cái đối tượng đó là stream buffer hoặc là message buffer. Thì đấy là giải pháp đối với FreeRTOT. Một cái cách nữa đó là truyền thông điệp gián tiếp. Thì các thông điệp sẽ được đặt trong các cái cấu trúc, các cấu trúc khác nhau tùy biến và sẽ có thể thao đổi trên đó. Và ví dụ chúng ta có thể sử dụng cái hàng đợi thông điệp gọi là message queue, đúng không? Chúng ta dùng hàng đợi, chúng ta lưu trữ các cái thông điệp trong đó, hoặc là lưu trữ các cái kiểu cấu trúc khác nhau để chuyển giữa tác vụ này với tác vụ kia. Hoặc là một cái cách thức nữa đó là dùng hộp thư gọi là mailbox, đó là một trường hợp đặc biệt của một cái cấu trúc đặc biệt của MySQL, chúng ta gọi là mailbox. Thì hỗ trợ cho việc là nhiều tác vụ có thể tác vụ có quyền đọc hoặc nhiều tác vụ có quyền ghi ở trên đó. Thì đấy là cái cách thức truyền thông điệp gián tiếp. Đấy, thì có hai dạng thức là chúng ta có thể lựa chọn sử dụng. Rồi với message queue mạnh chậm chuyển slide hơi chậm rồi. Với message queue thì thực ra là chúng ta sẽ sử dụng một cái queue thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Bộ đệm dữ liệu với cái số lượng các phần tử ở bên trong, chúng ta gọi là mục nhập item hoặc là entry, đúng không? Hữu hạn để chúng ta xác định duy nhất như thế. Mỗi entry thì có thể chứa dữ liệu có kích thước xác định. Thế khi mà tạo ra queue thì chúng ta sẽ xác định như thế rồi, đúng không? Rồi, thì với message queue chúng ta có thể được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các tác vụ hoặc là giữa các cái chương trình phục vụ ngắt ISA với các tác vụ. Đây là một cái đặc điểm chúng ta lưu ý khi chúng ta sử dụng nhé. Truyền dữ liệu giữa các tác vụ hoặc là giữa chương trình con phục vụ ngắt với các tác vụ khác nhau. Thì cái nguyên tắc của queue đó chính là first in, first out, chúng ta đã nói rồi đúng không nhỉ? Rồi, các cái hoạt động cụ thể đối với queue thì được định nghĩa trong mỗi cái hệ điều hành thời gian thực khác nhau. Thì nó sẽ có những cái quy định khác nhau đối với queue đó. Thì tuy nhiên là với FreeRTOT thì chúng ta đã gặp ở trong cái bài trong cái chương trước rồi, ở trong cái bài trước rồi về quản lý hàng đợi rồi đúng không nhỉ? Thì cơ bản là
là có trường hợp mà các tác vụ cố gắng với những cái trường hợp đặc biệt thôi, những tác vụ mà cố gắng ghi dữ liệu vào hàng đợi mà trong khi hàng đợi đó đang đầy, hoặc là trường hợp là cố gắng đọc dữ liệu trong khi hàng đợi đó đang 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 rỗng, thì đấy là trường hợp mà khóa quyền đọc, khóa quyền ghi mà chúng ta đã phân tích ở phần trong Free tốt lần trước nhỉ. Để chúng ta lưu ý với message queue đối với các hệ điều hành thời gian thực khác nhau, nó có đặc điểm như thế. Rồi một số cái hành động phổ biến trên các hệ điều hành thời gian thực chúng ta thực hiện đối với message queue, đấy là chúng ta lưu trữ các cái kiểu thông điệp khác nhau ở trên queue. Chúng ta tạo và xóa message queue này, đúng không? Nhận số lượng các gì nhỉ? Các thông điệp mà hiện tại đang lưu trữ trên queue, tức là cái gì nhỉ? Cái số item và số entry mà hiện tại khả dụng trên 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 queue để sẵn sàng được đọc, đúng không nhỉ? Rồi, có các API để hỗ trợ chúng ta việc ghi dữ liệu lên queue, chúng ta gọi là put a message vào trong queue, đúng không? Hoặc là đọc dữ liệu từ queue, chúng ta gọi là get. Đấy. Thì đây là khái niệm chung để dùng để cho tất cả các hệ điều hành thời gian thực. Đó. Thì đó là nguyên lý chung. Rồi. Như vậy là với các cái tác vụ thì chúng ta có thể dùng cái hàng đợi thông điệp này hay là hàng đợi tin nhắn để tùy đôi khi nó dịch khác nhau, đúng không? Hàng đợi thông điệp này để chúng ta đệm dữ liệu, đúng không? Làm bộ nhớ đệm để chúng ta lưu trữ dữ liệu để xử lý giữa các tác vụ với nhau. Ví dụ ở đây chúng ta có hai tác vụ tác A và tác B, thì các cái tác vụ này đang hoạt động với cái tốc độ khác nhau, cái tỷ lệ khác nhau, thì chúng ta có gì nhỉ? Ta có thể sử dụng cái hàng đợi này để làm bộ nhớ đệm, bộ đệm, để nếu một trong các tác vụ tạo ra một loạt các mẫu dữ liệu, một cái item, data item đó, thì và tác vụ kia thì sẽ phải xử lý từng cái mẫu dữ liệu riêng lẻ đó với các tốc độ cố định. Có nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà chúng ta không, mục đích này chúng ta có thể đồng bộ việc hoạt động của các tác vụ đây, đúng không nhỉ? Vì các tác vụ có thể xử lý với các tốc độ khác nhau nên hoàn toàn là chúng ta có thể đẩy cái dữ liệu này vào một cái hàng đợi để nhỉ? Để một bên thì cứ thực hiện cái việc ghi hàng đợi và một bên thì cứ thực hiện việc đọc từ hàng đợi với các tốc độ khác nhau, thì không thì sẽ giải quyết được cái điều đó nhỉ. Đấy, thì đấy là cái ý tưởng về việc vừa là đồng bộ tác vụ, đồng bộ về tốc độ, vừa là gì nhỉ, truyền thông giữa tác vụ này với tác vụ khác. Rồi một cái khái niệm nữa đối với cơ chế truyền tác vụ, truyền truyền thông điệp gián tiếp, đó là mailbox, gọi là hộp thư. Nên thì đây thì có thể cái hộp thư này sẽ có thể lưu trữ nhiều cái hàng đợi khác nhau, nhiều hàng đợi khác nhau, và mỗi hàng đợi thì có các mục, có một mục nhập duy nhất. Đó. Thì ở đây chúng ta giống như là một cái khối, các khối nhớ. Mỗi khối nhớ này sẽ chứa một hàng đợi. Thì mỗi việc đọc ghi lên cái khối nhớ này chính là đọc ghi lên lên từng hàng đợi trong cái khối nhớ đó. Đó. Thì ở đây với các trong một số cái bản phân phối hệ điều hành thời gian thực thì mailbox có thể dùng có nhiều hơn một mục nhập, tức là ở đây là nó có thể có chứa một hoặc là nhiều cái message queue ở bên trong nó tạo thành một cái mailbox. Thì cái những cái tác những cái hoạt động điển hình mà chúng ta có thể thực hiện trên mailbox đó là chúng ta tạo ra nó, tạo xóa mailbox này, dữ liệu lên mailbox và đọc dữ liệu ở mailbox. Thì đây là một cái cách thức để hỗ trợ cho việc là chúng ta chuyển thông điệp giữa tác vụ này với tác vụ kia. Đấy. Thì đó là những cái khái niệm mà chúng ta sử dụng cho cái việc truyền thông liên tác vụ. Thế thì các cái bài tập của chúng ta thì xoay quanh những cái khái niệm này trên hệ điều hành FreeRTOS. Thì trong cái slide này cô đã đưa cho các bạn 4 bài tập thực hành 6. Đầu tiên là sử dụng mailbox để truyền thông giữa tác vụ này với tác vụ kia. Bài 6.2 là sử dụng event group trong FreeRTOS để đồng bộ giữa các tác vụ. Rồi cái bài 6.3 là sử dụng queue, thì đây cũng gọi là đồng bộ tác vụ, cũng gọi là truyền thông liên tác vụ. Chứ nói chung là đôi khi có những cái đôi khi thì họ cũng không phân biệt giữa
giữa đồng bộ và truyền thông giữa các tác vụ. Tuy nhiên là cô tham khảo tài liệu thì với hệ điều hành thời gian thực ấy, thì họ phân tách hai cái khái niệm này. Tuy nhiên là về việc sử dụng khai cơ chế để giải quyết cái yêu cầu đó thì lại có thể là dùng dùng chung một cơ chế nào đó, ví dụ như Quill hay sử dụng cho đồng bộ tác vụ, Quill cũng có thể sử dụng cho truyền thông liên tác vụ, đúng không? Bài 6.3. Bài 6.4 là sử dụng Quill. Đây là một cái ví dụ mà khá sát với các project môn học của các bạn. Đó là có những project mà chúng ta sẽ sử dụng cái màn hình LCD, có thể sử dụng các cái cảm biến. Thì ở đây sử dụng Quill để chúng ta truyền thông giữa tác vụ này với tác vụ kia. Ví dụ một cái tác vụ chúng ta sẽ dùng để đọc dữ liệu ở cảm biến, rồi tác vụ khác thì sẽ gì nhỉ? Lấy cái giá trị cảm biến đấy được đọc kia được hiển thị lên LCD chẳng hạn, ví dụ thế. Thì đây là một cái ví dụ để chúng ta kết hợp một cái project như thế, đúng không? Ngoài ra thì tùy vào cái chức năng của hệ thống nhúng thì chúng ta có thể xử lý modify dữ liệu đó tùy ý, rồi chúng ta mới hiển thị lên được. Thì một số cái project thì chúng ta có thể khai thác cái vấn đề này, đúng không? Như vậy sau cái buổi hôm nay là chúng ta phải có 5 bài tập để chúng ta làm, đúng không? Bài tập về Mutex nữa với 4 bài này đó. Tuy nhiên cái thời gian còn lại thì cô không có nhiều, nên cô sẽ yêu cầu lớp lại tối thiểu hoàn thành cho cô 3 bài về phần Mutex, Mailbox và Event Group. Thế còn bài thực hành 6.3 và 6.4 thì các bạn về nhà các bạn hoàn thiện nốt, được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta rõ yêu cầu cái bài thực hành hôm nay chưa? Rồi, 5.3, 6.1 và 6.2 nhé. Đây, chúng ta giải lao 10 phút đi, 10:32 chúng ta vào thực hành khoảng hơn 1 tiếng, đúng không? Đó. Ok, rất giải lao nhé.
Rồi chúng ta vào lớp này, vào làm 3 bài nhé. TA 5.1, TA 6.1, à TA 5.3, TA 6.1 và TA 6.2 nhé. Bạn nào nhắn tin cho cô à? Lâm Nhất Minh à?